Hello nhé, Trần TV xin chào các bạn. Hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn là một cảnh cái hương của sinh viên là nhà tắm ở đây. Nhà nào có hương trong nhà tắm khi ta tắm nước lạnh, nước nóng hoặc nước lạnh thì đều bị đọng nước trên cái hương này. Nên là khi ta soi gương rất mờ. Thì hôm nay mình sẽ xin chia sẻ các bạn là cách là bạn dùng dĩa bên răng này chúng ta bôi cái gương này. Đây nhá, bây giờ mình sẽ bôi một nửa gương bạn nhé, rồi mình sẽ test nước cho bạn xem nhé. Đây, các bạn dùng dịch kem răng nhé. Đấy, chúng ta lau lên đây. Bởi vì là trong kem đánh răng nó có tinh dầu các bạn nhé, thì để phủ vào lớp ở đây thì nó sẽ làm nước nó sẽ không lỏng được. Rồi để mình zoom gần cho bạn xem nhé. Đấy, các bạn xem rồi được. Mặt này là mình đã bôi cho cái răng các bạn nhé. Mặt này mình bôi cái răng các bạn này. Còn mặt này không nhé, bây giờ mình dùng nước các bạn. Đấy, các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đưa máy gần cho các bạn và các bạn xem nhé. Đấy các bạn nhé, thì mặt này, đấy, mặt bên này các bạn nhé, bên này là có cái hàm lượng đọng các bạn, là mình không bôi kem đánh răng nhé, là nước đọng rồi, đấy, các bạn nhìn nước chưa? Còn mặt bên này thì là mùi bôi kem đánh răng thì các bạn sẽ không nhìn thấy cọng nước có đọng luôn, không có tí nước có đọng các bạn nhé, đấy, không có tí nước nào là dính trên cả, để cho mình rồi lại các bạn xem nhé. Đây nha, mình chụp lại các bạn xem. Nước sẽ được trôi đi ngay. Ở bên mặt mình bôi kem răng nhé. Còn bên này thì mình không bôi thì nước sẽ đọng lại. Từng giọt nước đọng lại. Đây là nước lạnh nhé, còn nước nóng thì nó sẽ đọng hơi ở đây. Thì rất chi là không soi được, bên này còn soi rõ một các bạn này. Đấy, thì hiệu quả của cái kem đánh răng này nó có tinh dầu các bạn. Khi một lớp tinh dầu nó phủ ở đây rồi thì là nó như là một lớp trắng bóng, thì kem đánh răng nó sẽ bảo vệ cái gương này lúc nào cũng sáng luôn, trong suốt luôn nhé các bạn nhé. Các bạn không nhìn thấy nó đọng nước cho nên luôn. Đây mình quay gần các bạn này, không nhìn thấy luôn các bạn nhé. Còn mặt bên này là từ tay mình sang bên này là mình không bôi, còn bên này mình bôi được các bạn này. Đấy, không có đọng tí nước nào các bạn. Còn bên này không bôi này thì nước đọng hết các bạn nhé. Đấy, bên này không bôi nước đọng này. Đấy, các bạn cứ áp dụng theo cách của mình là chúng ta bôi kem đánh răng vào trong chiếc gương ở nhà tắm này thì chúng ta hoàn toàn là được phủ một lớp tinh dầu đến chiếc gương này. Chúng ta tắm xong chúng ta có thể ra chải đầu soi gương nó vẫn trong suốt luôn, không bị đọng nước nha các bạn nhé. Các bạn thấy video này mà bổ ích thì bạn
lưu lại để áp dụng vào cuộc sống. Thứ hai là các bạn chia sẻ cho tất cả mọi người cùng biết cái mẹo hay này, và cũng mong các bạn luôn luôn có nhiều sức khỏe, và đừng quên chia sẻ và đăng ký kênh, bình luận, để lại bình luận ở phần dưới phần mô tả, và nhấn chuông để biết thêm những video mình sắp đưa ra nữa. Rồi, mình cũng xin cảm ơn và chào các bạn, chúc các bạn luôn mạnh khỏe nhé. Xin chào.